lâu lắm xa rồi mình lại gặp nhau, hai đứa không còn ngày vui hôm nào. Giờ em vui bước mê này, còn tôi thì lòng vẫn chưa phai, mối tình chưa nhiều chua cay. Em có thương gì kỷ niệm đầu tiên, hai đứa xây mong một đài nền riêng. Giờ em vui bước bên này, còn tôi thì lòng vẫn chưa phai, mối tình chưa nhiều chua. Vợ cái nèm đây là thấy dồi, dồi mò lúc nhất luôn. Nói thiệt ra là từ đó giờ chưa cảm nhận được cái mùi hôi nó như vậy. Mình nãy giờ là cái cổ tới đây nè, nó khủng khiếp, nhờn mấy lần rồi á. Giật luôn hả? Rồi. Thôi thôi cẩn thận nha. Vậy mà sao nước nó bị ướt? Được. Tắt cầu dao, tắt cầu dao. Trời ơi, khỏi đi. Nó giật ông đi ra ngoài ngồi được không? Để ông lên ghế ngồi nha. Bây giờ em ghim lại đi, em. Cái này để nó bị chạm. Ông lên ghế ngồi nha. Để tụi con chọn sạch sẽ rồi ông. Chị lấy cho em ghế, lấy em ghế, đưa ông ra ngoài luôn. Phong thì với lại chị tên gì em quên rồi ta? Em tên Hồng. Chị Hồng, dạ. Đang cố gắng để mà dọn cái căn phòng lại cho một cách gọn ghẽ. Khi mà tụi mình tiếp cận với ông thì mình nghĩ là vì cái cuộc sống qua đây sinh sống khó khăn, nhưng mà không ngờ thì ông có một cái quá khứ cực kỳ đau thương mọi người. Phòng đang dinh ông ngồi. Ủa, không ngồi được ghế hả? Ông lết không à, ông ngồi không được, cái chân ông thẳng không? Chân ông thẳng không à Phong? Chân thẳng hả? À đúng rồi. Lấy đầu kê cho ông nha. Theo con để cái túi đó, để mai chú bán một cái nước tiền con. Nhưng mà hàng ngày ông đi ra ngoài đường ông xin đi, ông ngồi ở trên cái gì? Rồi thì lết. Lết đi. Lết đồng hàng anh lết, chứ lết gì đó. Tú đâu để lại. Dạ con biết rồi. Để lát nữa để trước cho em nha. Chia sẻ với mọi người á là khi nãy mình vừa bước vào á, cái này là mình không phải là do mình phân biệt nha. Nhưng mà cái góc bên này á, cái mùi nước tiểu. Lúc mà chị Trinh mà vừa mới lấy mấy cái đồ lên á thì mình chưa cảm nhận, chưa có quen. Cho nên là dây gà mình nó nổi hai lần nhờn ốc, nhờn cổ à. Mang thêm một cái khẩu trang. Có khẩu trang thêm. Giờ lại đã quen rồi nè, mới vừa rồi là phải hai lần nhận. Có nghĩa là mùi nước tiểu của ông á, tiểu lên chút đóng quần áo nó khai lắm. Thương ông, thật ra thì với cái đôi chân sau một thời gian chiến tranh mà ông hiện nay ông coi như là tàn phế đi nữa thân người. Từ cái phần hông của ông xuống dưới thì coi như là bất động rồi. Và cái công việc sinh sống hàng ngày của ông đó là đi sinh ở trên những cái tuyến đường. Ông chia sẻ là khoảng mỗi ngày như thế là khoảng 10.000 hoặc là đôi khi thì 11-12.000 ria thì tương ứng với 60-70.000 tiền Việt Nam. Ở đây thì những người dân Campuchia cũng rất là thương ông, thậm chí là họ nhờ những người này ở cạnh hàng xóm ông như thế này mua cơm đem qua cho luôn. Chị Hồng rất là nhiệt tình luôn nha, và em Phong vẫn đang dọn trong này mọi người. Ông sợ khi mà tụi mình dọn thì phải năn nỉ ông, vì ông sợ làm phiền mọi người, sợ sau này cuộc sống nó sẽ trở lại giống như lúc ban đầu. Biết rồi, hồi làm trong lấy cho đẹp hơn. Thật ra thì mọi người thông cảm, vì ông cái việc mà đi đứng của ông nó rất là khó khăn như thế này. Nên là nữ là hiện nay thì cái mùi sau khi mà Phong nữa vô phòng ra thì hôi lắm, mình chịu không nổi. Cũng mong video clip này các bạn, cô bác quý anh chị thông cảm nha. Thôi cháu lâu rồi không về thăm quê miền Trung. Dù thương vẫn thương khi non nước chưa yên lành, thân tay tình đôi nhà biết trả lời sao. Nhớ về thành kinh với bao tâm tình gửi tròn niềm thương, thương là thương. Dù thương vẫn thương khi non nước chưa yên bình,
thân trai tình đôi ngả thiết tha lời sao. Hôm xưa mình bên nhau gần trăng lông bóng nước sông sâu, chung bóng đôi đầu cho nhau duyên mãi tình cầu mong tình đẹp được bên lâu. Khi biết rằng đời trai kiếm tin không hẹn trở lại ngày mai chúng tình đôi, thì em ơi em khi non nước chưa yên bình, thân trai tình đôi ngà biết trả lời sao. Âm tính gì con quên rồi. Tôi à? Dạ. Tôi tên thiệt là Võ Văn Thận. Ở về nhạc hầu như tôi biết nhiều lắm. Nhưng cái bản mà tôi yêu vợ tôi nhớ nhất đó là tôi ở ngoài ô một căn nhà xinh có hoa thơm trái hiền, gần kề lối sớm có cô bạn thân sớm ôm lo sạch đèn, hai đứa chưa ước hoàng lấy an lấy một câu chưa nghĩ đến tương lai. Đêm đêm thức giấc ngơ ngàng nghe lòng thương nhờ biết rằng mình yêu, khi hiểu lòng nhau thời gian ngừng vui đã trôi qua hết rồi, nào còn những phút hái hoa dần trăng vui nhau trùng tiếng cười. Tôi đứng nghe gió lòng giữa màn đêm thương trẻ mát con tim, tôi xa ánh sáng khô vườn xa người em nhỏ lên đường phòng chinh. Ở đây hết muốn hát rồi. Là chiến nhân núi ba mươi trong hồ, tình yêu em tôi vẫn nguyện tồn tại và yêu không bến bờ. Niềm tin là một ngày mai nón nước chung một màu cờ. Ông ca xong cái bài này thì ông rất là buồn người, con thấy ông xúc động quá. Dạ. Ông có kỷ niệm với một cái bài hát vừa rồi lắm không? Dạ. Thôi để vô đi. Ơi đừng dạ. Ai có đồ xài không á? Biết rồi, con để bên này. Này gì không? Biết rồi ông, để bên này. Thôi đừng dạ cái gì á. Con vô cái nệm. Thôi. Mua cái nệm mới rồi. Để chú vô chú dạ. Nói cái bóp tiền rồi đó. Tại vì cái này mới xả nước được. Xả nước điện không có không ơi, cẩn thận nha. Ừ, từ nước có nước điện hả? Cái nào đó, ông chỉ coi. Đâu ông cho con coi hình với ông giữ cái bóp nào đâu? Không, ông giữ dạ. Cái bóp nào đâu cho con coi với. Già dạ, lắm rồi, lâu lắm rồi chú ạ. À. Hình này từ hồi xưa rồi. Ông nói trẻ của ông đâu cho con coi với. Được không? Không có. Đây nè, anh Hùng. Nhưng mà nó nói thiệt ra là
Thôi để đắp chú ơi. Khủng khiếp lắm. Còn cái gối nè, có ngủ nè. Dắt ra nước á. Ừ, ra nước luôn á. Để gối nó nằm để... Mua mới á. Bỏ đi, mua mới. Thôi chú. Ông có chia sẻ là ông có một cái bốt và trong đó có hình kỷ niệm của vợ không? Không này. Phải vợ mà cái hình này là hình của mấy thằng bạn đi lính tập trung nhau á. À mấy cái đồ của ông giữ lại. Dạ. Con mở cái đồ nào của ông giữ lại, con mở cái túi vàng vàng này nha. Dạ. Mấy cái đồ giữ lại nè. Cái này mày bỏ luôn mà. Mày giữ lại. Đúng không? Ủa khó giữ lại làm gì đâu, bỏ luôn đi. Cái dầu giữ lại nè, dầu giữ. Bỏ hết rồi. Bỏ hết vô bọc đi. Bỏ vô bọc rồi để đây nè. Yên cái này luôn, đưa cái điện thoại luôn. Tiền nữa kìa. Ông Quyền. Cứ bỏ cái lon nó vô đi. Cái lon này hay không? Cái lon có tiền không á. Rồi cái này giữ lại nè. Bên đây coi có gì không được không? Cái này em giục. Cái này không có giục. Cái này mở đi. À. Mua cái niệm mới nha không? À. Rồi chị kia vô. Mấy con hút rồi đó. Dạ. Mấy con hút trên tối để uống nước rồi cho thôi là sao uống. Ừ. Bây giờ còn cái tấm hình nào không không? Còn hình của thằng lính chết mà nó chết lâu rồi chú. Ừ. Thằng bạn nó khố tôi. Ở Việt Nam qua luôn không? Dạ nó ở, giờ nó chết rồi. Vợ nó giờ không biết ở đâu tôi không biết. Mà cái bạn của ông là ở Việt Nam qua luôn? Dạ. Ở tỉnh nào không? À, hồi trước này nó nói ở Siem Reap. Ở Siem Reap. Dạ, đi cầu chứ mình qua, đi qua đó. Xin đi gì? Qua đường Siem Reap á. Siem Reap cách Thủ đô Phnom Penh khoảng mấy trăm cây. Dạ, xa lắm. Đi xe xa lắm chứ. Con thấy ở trên đó ghi số điện thoại, là ông ghi số điện thoại của ai vậy? Cái này có chủ nhà, có người ở trước, người ta ghi chứ tôi đâu có biết. Dạ. Toàn bộ cái gì mà đồ dơ, đồ cũ là của người ở trước á. Dạ mọi người. Đợi chị kia đang kêu một cái xe tới hốt rác để dọn xe, tại vì tụi mình để cái nệm ở đây thì nó cũng không được, mà để đầu hẻm thì cũng không được, nó hôi lắm, cho nên là nắng nắng xíu. Cái này là phải lấy cái nệm đi mà tạt nước ra mới ra mới sạch lắm. Tạt nước ra mới được, đó là phải tạt nước ra. Còn cái này hả, chỗ thì mỏng nằm được, cái trời ơi. Trời. Đây này, đây gác hết đây nè. Giờ lấy lên coi xin mượn cái gì? Mượn cái thùng á, ghim cái điện đó, mượn cái thùng sạc ra. Ghim cái ra bỏ hết đi con. À, khi nãy là mình dỡ cái nệm lên là thấy dồi, dồi bò lúc nhúc luôn. Nói thiệt là từ đó giờ chưa cảm nhận được cái mùi hôi nó như vậy. Trời mình ơi, nãy giờ là cái cổ tới đây nè. Nó khủng khiếp. Nhờ mấy lần rồi á. Khủng khiếp. Không đâu, mua cái mới luôn. Bỏ luôn, mua cái mới luôn. Ừ, cái này mua mới luôn, mua cái mới luôn, gói chạy ra nước luôn rồi. Vậy hả? Thôi bỏ luôn đi. Thôi, không đâu, mua thôi, gửi mò, gói mới. Nè, ổ khóa của ông nha, ông giữ cho ổ khóa, đúng cho ổ khóa rồi, gửi gì đâu. Cảm giả nó mở cái ổ khóa này. Ổ khóa này hả? Bỏ mấy nó kéo đi con. Bỏ luôn hả? Ừ. Thì quá. Mình không ngào luôn á trời. Nãy con vô con hết hồn mà. Không ngào mà ổng hả, cái cỡ này vậy trời. Thấy ổng sáng nào ra cô cũng hả cho cà phê rồi hả trưa về cho ông học cơm đó, mà đâu không biết ổng ở gì đâu. Nào tôi còn cho ổng ngàn 2 ngàn. Anh này cũng là người Việt của mình. Anh đó. Ừ, nó người Việt luôn mà nó coi chiều khóa nó có cái sâu kìa, nó dính nó ra luôn. Không chút nữa tắm rửa cho ổng luôn không? Thôi tắm được con. Mua đồ mới rồi gì cho ổng mặc vô. Cũng như cô đi mua một con nệm thôi chứ. Nệm hả? Nệm cho chỗ cho hầm đi, gửi mấy đứa nhỏ đi, rồi nó qua bên kia nó mua nó ghẻ. Ủa?
hồi nãy kìa, lúc mà con lại lần đầu tiên cái con mở cửa ra trời muốn khóc, cũng muốn khóc luôn á. Không ơi, tại vì bình thường gặp ổng mày ổng đâu mà. Bình thường gặp ổng đâu có ngờ mà ổng ở gì đâu con. Dạ không ngờ luôn á. Ông ở ông có sinh hoạt khó đó nên là nữ là cái việc mà ông di chuyển. Rồi để con kiếm cho. Để bữa nãy mày không lấy cho Zalo của nó. Chỗ đi chơi kia. Cứ mua hết đi xem. Tôi tính xong. Năng lắm. Dạ. Nhà tôi đưa ra. Để em lại đi mà một cái này. Ừ, nặng lắm. Thật ra thì lần đầu mà đùi hồ mà chứng kiến được cái cảnh này cực kỳ cùng rồi. Trời ơi. Ở đây có dòi luôn nè. Trời ơi. Anh là người Việt luôn hả? Dạ, mình đi mà đẩy tôi cha mẹ trước mắt thì nhỏ đó rồi đi sống với mấy người Việt Nam. Cho nên tôi biết tới bây giờ. Không biết là khó gì nữa. Nếu chưa chú nào ai có cái gì không có anh này giải quyết thì chắc có lẽ rất là khó. À, hầu như các cái quần áo ở đây á nó thấm mùi nước tiểu nên hôi lắm. Một cái mùi rất là hôi luôn mọi người. Và mấy anh em cũng đã cố gắng và hiện nay thì cái phòng cũng tương đối là sạch sẽ lại rồi. Và đợi dọn dẹp dọn cái phòng cho ông tí xíu nữa. Và sẽ dọn phòng và mua niệm mới là sẽ có một cái căn phòng mới cho ông luôn. Hả? Chị Hồng đợi thêm nữa. Ờ nãy giờ đợi chị Hồng để mua cái niệm về nè. Chị ấy gửi cho bà một quả chân. Đừng nó đi rồi. Chị Hồng mua cái mền luôn hả? Mền nhà bán nên là đem lại cho. Dạ. Mền nhà bán. Dạ. Mền nhà mẹ may bán nên là đem lại để vô. Cái ống ga rộng quét nửa bên. Sao? Xong, quét cho được. À, lau dạ. Lau lại. Lau rồi, lau cho bông rồi hết rồi. Lau cho nó khô lại chị. Nó khô như trẻ nữa nè. Ừ. Chị đi ra. Chị biết nhà em mà đúng không? Dạ. Đi ra ngoài nó kêu mẹ em lấy thêm vài cái này dẻ nữa lau cho khô mới được. Ở đây vẫn còn ướt quá. Ở đây thì lúc nãy thì có chị đó hỗ trợ để mà lau khô lại. Ai còn lấy lâu dài lấy cái gì mà. Bây giờ đi mua thêm quần áo cho ông nha. Là đi vô dài á. Đôi giày ha, đi mua luôn. Dài để là mai mang đi, nó bữa là cho mang đi. À. Rồi, có gì mua cho nha. Dạ, cái hả? Nghe vậy. Bây giờ con ổng kêu ra xong mở cửa đựng nửa bên á. Thì bây dạ. Giờ nè, để đi lại nhà gì? Dạ. Lấy đồ dẻ. Mày chạy về đẳng mày lấy đồ dẻ cho em này nó chùi cái phòng cho khô coi. Con có đóng hàng tán chưa? Dạ hả? Dạ. Ồ vậy thôi, có gì kêu cho chủ trọ nha, chị kêu chủ trọ mình hỗ trợ cho ổng mấy tháng ha. Có không nha, có thì nói thiệt tin để người ta hỗ trợ tiền nè trợ cho. Tặng anh, cảm ơn anh nha. Có gì vậy? Ông bày bắt đầu chỗ nào? Thấy rồi hả? Dạ thấy rồi. Bây giờ á, bây giờ thằng cháu nó đóng tiền phòng cho ông mấy tháng. Nha, ông khỏi đóng, ông khỏi cần phải đóng. Ừ, rồi xong rồi á, ông tháng mưa này ông mới nhà đi. Rồi đừng có đi xin nữa, có cái gì á con Hồng nó đem cơm qua cho vô cho ông. Dạ. Ủa ông tại tháng mưa này ông lết đi nó dơ giấy lắm. Con lao cho nó khô.
đừng có lết đi nữa, phải không? Rồi có gì hả anh Hồng đó, nó nấu cơm cho em cho. Hiện nay thì cả cái tốn tổ giống như là nấu động lên mọi người, tại vì cái mùi của những cái dụng vật dụng ông dùng đó, cộng thêm với lại cái mùi nước tiểu nó rất là hôi, và mọi người có thể thấy lần sau này rất là nhiều người nè. Ở đây là một cái khu khá là phức tạp. Trong cái khu này thì đa số các dãy trọ nó đều ẩm thấp hết à. Và ông là một trong những cái trường hợp đặc biệt là người Việt Kiều sống ở trong cái khu dãy trọ như thế này. Thì người Việt sống ở đây khoảng 80%, nhưng mà ông trong cái dãy này á, dãy mà Phong mới vừa dọn phòng cùng hỗ trợ ông, thì nó chỉ có một mình ông sống ở tại đây, và đa số là người Campuchia hết. Và theo chia sẻ của mọi người thì cái khu này á là cực kỳ phức tạp và hút chích, nạn hút chích đột rất là nhiều. Mọi người có thể thấy đây là những cái căn phòng trọ ộp ẹp như ở Việt Nam, ộp ẹp hơn ở Việt Nam. Nãy giờ thì tụi mình cũng đã xong cái phòng trọ rồi, và thực sự thì ngay tại khu vực này, nói một cách rõ dễ hiểu mọi người hình dung hơn, về giống như một khu ổ chuột vậy, và rất là nhiều người Việt sinh sống. Trước kia thì trong cái dãy trọ này và các dãy trọ khác thì rất nhiều người Việt, nhưng mà gần đây thì đối với những ai không có giấy tờ thì sẽ bắt buộc phải hồi hương trở về. Và ngay lúc này thì phòng trọ cũng đã xong rồi. Ngày mai tụi mình sẽ trở lại để kiểm kê lại những cái gì thiếu này, những gì còn nè, rồi hỗ trợ cho ông một vài tháng từ nhà trọ nữa. Cảm ơn các bác, các anh chị đã theo dõi đoạn clip này suốt cái hành trình của mấy anh em. Cảm ơn rất nhiều. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bác, các anh chị ha.